một bé trai 6 tuổi bị co giật trên cao tốc, đã may mắn được tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát Giao thông kịp thời sơ cứu và dùng xe đặc chủng chở đi bệnh viện. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7, một chiếc ô tô 7 chỗ di chuyển trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ hướng đi Hà Nội. Tới km 188, tài xế ô tô vội vã xuống thông báo với cảnh sát giao thông về việc trên xe có một cháu bé có triệu chứng cắn lưỡi, co giật, miệng chảy nhiều bọt mép. Biết được sự việc, đại úy Bùi Chí Công, cán bộ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông đã dùng ngón tay cái ngăn cháu bé không cắn răng vào lưỡi. Cảnh sát tiếp tục sơ cứu tại chỗ, giúp cháu bé tỉnh táo. Sau đó, chỉ huy đội tuần tra kiểm soát giao thông đã điều động ô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông đưa cháu vào bệnh viện nông nghiệp cấp cứu kịp thời. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, bé trai nói trên là JMK, 6 tuổi, hiện đã qua cơn nguy kịch. Gia đình sau đó đã trực tiếp cảm ơn tổ công tác đã kịp thời giúp đỡ cháu K. Bé trai 6 tuổi sau đó được người nhà chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục thăm khám tình trạng sức khỏe.